Kính chào quý vị khán giả đang đến với bản tin Tây Bắc Chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La. Xác định việc phát triển sản phẩm OCOP là một trong những giải pháp thúc đẩy kinh tế nông nghiệp, những năm qua, tỉnh Lai Châu đã có nhiều chính sách hỗ trợ các cá nhân, tổ chức xây dựng sản phẩm. Từ năm 2020 đến nay, toàn tỉnh Lai Châu có 229 sản phẩm của 99 chủ thể đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm OCOP cấp tỉnh. Sau 6 đợt tổ chức bình chọn phân hạng, kết quả Lai Châu có 158 sản phẩm OCOP của 94 chủ thể được công nhận 3 và 4 sao. Đến nay, các sở ngành của tỉnh Lai Châu đã hỗ trợ trên 10 doanh nghiệp, hợp tác xã, xây dựng website thương mại điện tử để giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm trên môi trường kinh doanh trực tuyến. Theo đó, có 60 sản phẩm OCOP được đưa lên sàn thương mại điện tử nhằm kết nối tiêu thụ và xuất khẩu sản phẩm. Những năm qua, tỉnh Lai Châu đã có nhiều chính sách hỗ trợ các cá nhân, tổ chức, xây dựng, phát triển sản phẩm OCOP. Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ban hành nghị quyết hỗ trợ thực hiện chương trình OCOP về mọi mặt. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh hỗ trợ các chủ thể OCOP để mở rộng cơ sở chế biến sản xuất, cải tiến bao bì, nhãn mác nhằm phát triển sản phẩm lên 4 đến 5 sao để xuất khẩu, từng bước để sản phẩm OCOP thực chất là của người dân, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân trên địa bàn. Năm 2022, tỉnh Yên Bái đã hoàn thiện việc cấp chứng chỉ rừng đối với gần 6.700 ha rừng trồng, trong đó có trên 1.700 ha tại huyện Trấn Yên, gần 5.000 ha tại huyện Yên Bình. Năm 2022, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái đã phối hợp với chính quyền địa phương và các doanh nghiệp rà soát các diện tích đủ điều kiện, tuyên truyền vận động người dân đăng ký tham gia cấp chứng chỉ rừng, tập huấn hướng dẫn kỹ thuật về quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng trên địa bàn. Đến nay đã hoàn thiện việc cấp chứng chỉ rừng đối với gần 6.700 ha rừng trồng, nâng tổng diện tích rừng được cấp chứng chỉ FSC lên trên 11.000 ha, đạt 46% kế hoạch. Hiện Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Yên Bái đang tiếp tục xây dựng hồ sơ cấp chứng chỉ mới, trong đó triển khai đối với 4.500 ha do Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Hòa Phát thực hiện tại 3 xã Bảo Ái, Cẩm Ân, Tân Nguyên và gần 2.100 ha do Hợp tác xã Lâm nghiệp An Việt Phát thực hiện tại xã Xuân Lai, Phúc An, Vũ Linh, Bạch Hà, Yên Bình và thị trấn Thác Bà đều thuộc huyện Yên Bình. Nếu như ở các địa phương khác mùa hè là mùa cao điểm về du lịch, thì tại Lào Cai mùa nào cũng là mùa du lịch, nghĩa là mùa nào trong năm cũng có những điểm đến phù hợp, hấp dẫn còn gọi là đi đúng mùa. Đặc biệt, mùa đông tại Lào Cai lại chính là mùa thu hút lượng khách trong và ngoài nước đông đảo bởi nét hấp dẫn riêng có của xứ tuyết trắng trên vùng đất nhiệt đới. Mới đây, chuyên trang du lịch nổi tiếng The Travel của Canada vừa đề xuất Sapa của Việt Nam là một trong 10 điểm đến hấp dẫn có tuyết rơi ở châu Á. Theo thông tin từ Phòng Văn hóa Thông tin huyện Bát Sát, Lào Cai, chỉ tính riêng trong 3 ngày tuyết phủ trắng Y Tý, vào đầu năm 2021, huyện đón hơn 3.000 lượt khách tới Y Tý. Doanh thu ước tính trong 3 ngày đạt khoảng 2 tỷ đồng. Cùng thời điểm đó, Sapa, Lào Cai đón tới 15.000 lượt khách trong 2 ngày cuối tuần. Mới đây nhất, ngày 17-18 tháng 12 năm 2022, đã có hàng nghìn du khách từ khắp cả nước bất chấp rét buốt đổ lên đỉnh Phan Xipang, Lào Cai để chiêm ngưỡng băng giá xuất hiện khi nhiệt độ ở mức âm 2 độ C. Đây là lần đầu tiên em trải nghiệm cái lạnh của Sapa ở nhiệt độ như này và ở trên cao như này. Trên đỉnh Phan Xipang thì em cảm thấy rất là tuyệt vời. Đến đây trải nghiệm thì được chụp ảnh cùng với tuyết này thì cảm giác như là mình đang ở nơi có tuyết thật đấy ạ. Du lịch băng tuyết là một trong ba nhóm sản phẩm du lịch đặc thù mà Lào Cai đã và đang tập trung xây dựng mang tính chất ôn đới trong lòng nhiệt đới đầu tiên và duy nhất ở Việt Nam, nên dễ dàng hấp dẫn những vị khách nội địa và du khách đến từ các quốc gia nhiệt đới. Hay là trang trí những cái khung cửa, rồi đèn sưởi và toàn bộ ở trên phòng, một trang trí cho có một cái không gian để Noel được ấm áp nhất. Mới đây, Sapa đã tổ chức khai mạc lễ hội mùa đông Sapa Thiên đường tuyết rơi. Du khách đến Sapa từ nay đến đầu năm mới 2023 sẽ được tham gia nhiều hoạt động hấp dẫn, trải nghiệm không gian tuyết và tham dự sự kiện đặc sắc chào xuân Quý Mão 2023. Khép lại chuỗi chương trình sự kiện thì sẽ là chương trình đón 120 du khách đầu tiên sẽ sông đất thị xã Sapa vào năm 2023. Và đây là một cái năm ghi lại dấu ấn rất là đặc biệt bởi vì du lịch Sapa sẽ tròn 120 năm tuổi. Lào Cai đang dần hoàn thành mục tiêu đón 4,5 triệu lượt khách trong năm 2022. Theo định hướng phát triển sản phẩm du lịch đặc thù của Lào Cai, từ nay đến năm 2030, địa phương sẽ tập trung xây dựng quảng bá sản phẩm du lịch băng tuyết và sau năm 2030 sẽ nâng cấp sản phẩm du lịch này lên đẳng cấp quốc tế, mở rộng và phát triển căn cứ theo nhu cầu của thị trường. Bản tin Tây Bắc Chuyển động hôm nay kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.